Thực sự bóng đá Việt Nam rất tiến bộ về tư duy chơi bóng, kỹ năng chơi bóng và tinh thần đồng đội, quá tuyệt. Mấy ngày nay liên tục đọc những bài viết chê bai đội tuyển Việt Nam trên báo Iran, cũng hơi nóng mắt nhưng họ nói cũng không phải không có lý bởi họ mạnh hơn ta, bảng xếp hạng cũng cao vượt bậc. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam lập nên kỳ tích. Bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ được thi đấu ở vòng 1/8, do đó cơ hội mở ra đối với đội tuyển Việt Nam là thấy rõ. Chúng ta cùng tin tưởng năm 2019 sẽ là năm tiếp tục thành công với bóng đá Việt Nam. Sẽ rất khó để đánh bại Iran, nhưng chúng tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình nếu như thi đấu tốt trước Yemen và Iraq. Huấn luyện viên Park lúc nào cũng khiêm tốn, chúng tôi tin tưởng ông và đội tuyển. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn ở cạnh đội tuyển. Tiến lên Việt Nam ơi! Nhìn cách huấn luyện viên Park trả lời, đã thấy có một sự khiêm tốn. Chúng ta đến với giải đấu lần này học hỏi là chính. Dù sao chúng ta cũng nằm ở một bảng đấu khá vất vả, nhưng không thể không hy vọng được. Cố lên đội tuyển Việt Nam! Tự hào lắm năm 2018 của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận trong năm qua bóng đá Việt Nam cũng có nhiều biến chuyển, nhưng bóng đá Việt Nam còn nhỏ bé trong châu Á. Việc đặt mục tiêu như thế này tôi nghĩ là phù hợp. Mong rằng đội tuyển Việt Nam tiến sâu trong giải đấu lần này. Tôi yêu Việt Nam vô địch. Dù có kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn luôn ở cạnh các bạn. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển Việt Nam, chắc chắn sẽ qua vòng này.